Thủy xin chào mọi người, chào bà cô chú anh chị trở lại với Thủy Family Oregon USA. Đây là Thủy đầu cá nha mọi người. Thủy chế nước vô dày để Thủy khử nó. Thủy rửa qua muối giấm sạch sẽ. Giờ Thủy rửa phải chế nước nóng vô để chế nó sơ qua cho nó đừng có tanh á. Ở đây thì cái nồi thì có cái thì bỏ dầu ăn và hành và tỏi vào đây ha. Tại vì hôm nay Thủy hơi cảm á, trời ở ngoài thì mưa nữa cho nên Thủy làm canh chua với lại nồi cá kho ăn. Nhưng mà canh chua với cá kho của Thủy rất là lạ luôn nha. Không có cao sang mỹ vị như những người khác đâu. Thủy ăn đơn sơ lắm mọi người, ăn rất là xương sóc quá mọi người. Đây Thủy có ở đây là nè đủ hết, đây bạc hà hay rồi giá rồi cao rồi đủ thứ hết nha mọi người, khóm rồi đầu bắp nữa. Đây cái giọng của Thủy nghe lạ lạ không mọi người, cảm rồi Thủy bị cảm. Dễ bị cảm lắm. Rồi ở đây Thủy bỏ những cái đầu cá vô, những cái đầu cá này là gọi là cá chê hả ta, cá chê đó, bỏ vô. Ở đây thì đầu cá này Thủy mua cái chợ mà gọi là ở trên cái chỗ gần sân bay Thủy đưa con Thủy đi á, nó là gọi là cái gì ta, Lâm Xí Phút hả, thì ở trên đó nó có bán giật đầu cá này nè. Nói chung là cũng không mua gì đâu, đi thì ghé vô đó một chút thôi vậy đó mọi người. Rồi Thủy mua mấy cái đầu cá này rất là rẻ nha mọi người, bốn cái đầu cá, 4 hay 6 cái gì đó mà chỉ có 3 đồng mấy đô hả, cho nên là 3 đồng mấy đô là chừng 690.000 mình hả. Đó về nấu nồi canh chua mà cướp rồi rẻ tiền luôn, ăn ngon. Ở đây thì đâu có cái bọc vậy nè, nó bột chua đó để mình nấu canh chua, thì mua từ Việt Nam qua đó mọi người. Ở đây chắc cũng có siêu thị Việt Nam mình là có đủ hết à, nhưng mà tại sẵn tiện lúc khi về Việt Nam á thì mua những cái gia dụng mà thì hay xài á đem qua, tại vì thì cũng không mua cái gì, chỉ mua những cái đồ nêm nếm mình hay nấu ra ăn và đem phở đem đồ qua vậy thôi, chứ cũng không có mua quần áo gì hết trơn á mọi người. Thì đây là canh chua và nấu nên chớt bọt nha, mà nó nổi bọt hoài à. Thì và để cá vô thì phải để nước để sôi mạnh á, cho nó nóng nó sôi mạnh lên rồi xong thì sẽ lặn dặn lửa nhỏ xuống. Lúc mà mình để nước sôi mạnh vậy nè thì hay có bọt á, nhưng mà phải chịu tại lúc mình bỏ cá vô mà, cho nó chín cá mau cho nó đừng có tanh á mọi người. Rồi bây giờ thì bỏ đậu bắp và cà và thơm vô ha. Rồi ở đây thì Thủy cho bạc hà vô luôn. Rồi còn giá với lại những cái rau thơm ra ở trên thì mình chút xíu mình cho vô sau. Thì để đây và Thủy lượng dặn lửa nhỏ xuống á để nấu cho nó chín mấy cái đầu cá. Rồi ở đây thì Thủy có cá hồi nè, nhưng mà cá hồi này nó lạ lắm. Cá hồi này giống như là người ta làm cá hồi xong người ta lóc mấy cái bụng, mấy cái xương đồ ấy ra đó mọi người, cái bụng đồ này kia đó. Thủy mua nguyên cái rổ này mà có 2 đồng mấy đô luôn á, rẻ chưa, có 40.000, 40-50.000 Việt Nam mình. Ở đây thì có cái bịch để niêm cá kho đó, rồi Thủy bỏ vô luôn cái bịch niêm cá kho, bỏ vô đó. Thủy cho thêm một miếng nước mắm vô, rồi Thủy ốp thì để đó. Vậy là dễ cho mọi người, dễ hơn cái gì là dễ luôn. Bây giờ là tiện, rất tiện lợi ha. Ai mà bây giờ làm dâu cũng sướng nữa, có đủ hết rồi, mình ra siêu thị mình không cần mua nhiều niêm nếm và liều lượng rồi. Là mình mua mấy cái bịch niêm về nè, mình niêm nó cũng rất là tiện luôn. Rồi thì cho thêm một chút nước mắm vô nữa, rồi vậy là xong nha, xong ốp cá kho rồi. Đó. Rất là dễ luôn, tại cái này kho rất là nhanh nha mọi người, tại nó đâu phải nguyên khứa đâu, nó mấy cái rụng vậy nè mà ăn nó rất là béo luôn. Chắc thì không hiểu mọi người, tại thì thích nhẹ chứ đừng ai nói ở Mỹ rồi là hả ăn sang trọng nha. Có nhiều bữa trời thì hả một miếng đậu hũ với một miếng gạo cũng xong một bữa cơm á, tại nhiều khi thì làm video á thì sẽ làm cho mọi người coi cho sang chảnh vậy thôi, chứ còn không á thì hả thì làm vậy nè. Đó, rồi bây giờ thì cho hành và tỏi vô đây, thì phi hành tỏi phi thơm lên ha. Mỗi lúc thì làm vậy á thì phải bấm máy hút á, cho nên là thì không có nói được, thì phải lòng tiếng vậy nè mọi người. Đó, xong thì bây giờ thì cho cá vô, rồi thì để lửa mạnh rồi cho nó chín. Rồi cái tô mà nãy thì trộn cá đó, niêm ốp cá thì bỏ miếng nước vô, rồi thì chế vô đây rồi xong.
Vậy là xong, kho nó nhẹ 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 vậy đó. Chừng 10 phút là cá nó chín à. Tại vì cái này á, Thủy thích ăn lắm. Tại vì nó ngay cái bụng rồi mấy cái thịt này nó mềm, nó ngon lắm mọi người. Thủy kho vậy xong, cái Thủy chín thấy ăn không hết á, Thủy lấy thịt ra, cái Thủy trộn cơm, Thủy làm cơm dắt theo kiểu Nhật á. Cái bợ lấy miếng rong biển gói lại cho con Thủy ăn. Thủy làm Thủy ăn một lần hai lần với giờ hai vợ chồng Thủy ăn, còn con Thủy thì chỉ bóc hết xương ra trộn cơm lên cho tụi nhỏ đó. Tụi nhỏ rất là thích. Thì bây giờ chín rồi Thủy cho lên ha, cho giá rồi cho gao lên rồi cho miếng ớt vô cho cay cay. Đây thì cái cá kho Thủy cho miếng tiêu lên mặt vậy thôi, xong một bữa đó mọi người. Thấy nhanh không? Rất là nhanh gọn lẹ luôn ha. Cái nguyên cái nọ hai cái món này Thủy nấu chắc chừng bao nhiêu mọi người, một cái dĩ đó là 7 đồng đô ha, một cái dĩ mà để nấu canh chua với cá khoảng 3 đồng mấy, còn cái này 2 đồng mấy. Thủy nấu này chừng 15 đồng mà mọi người, chừng 300 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Mọi người dùng bữa với Thủy nha, không có vợ chồng Thủy hôm nay, chỉ mình Thủy thôi. Muốn bệnh cái thèm ăn canh chua cá kho. Có ai ở Mỹ mà ăn giống Thủy không mọi người? Nè, mọi người biết không, Thủy mua đầu cá với lại cá hồi mà người ta cắt ra vậy nè. Đó, về kho tiêu lên, ăn cơm trắng ngon lắm. Thật mời mọi người nha. Kho giống Thủy dễ dễ sợ mọi người. Thủy thích ăn giống vậy lắm nè, không biết sao nữa. Chắc có lẽ là cái số nó cực lắm mà mọi người cổ khổ không sao mọi người. Thích ăn cái kiểu giống vậy, ai mà thấy Thủy mà ở Mỹ mà ăn kiểu này chắc cũng sợ lắm nè. Ăn với cơm trắng nè, ngon á. Ăn ớt luôn. Thì lấy cái muỗng này có canh chua nè. Canh chua dễ không? Thủy nấu à, nguyên cái đầu cá vậy nè. Mọi người có biết là cái này là ông xã thì ăn được luôn không? Nhưng mà tại vì ông già trễ quá thôi, bây giờ Thủy ăn trước. Rồi để Thủy hấp miếng nước á. Hấp miếng nước cành á hả? Ôi nó ngon. Ngon quá mọi người. Thủy thì nấu canh chua thì không có cho nước mắm vô. Để Thủy chấm á. Nè, Thủy chấm với nước mắm vậy nè, Thủy ăn. Cá nè. Đầu cá nè, Thủy kho cạnh kêu ra luôn rồi nè. Đó, ăn vậy thôi. Ăn kiểu này mà sống với chồng Mỹ được cũng ghê mọi người hả. Giờ cũng may chồng Thủy ăn được, chứ mà Thủy mà sống với mấy người chồng Mỹ khác mà không biết ăn vậy chắc chạy trốn mất tiêu. Nó béo, chà nó đã. Ăn vậy thôi. Cũng qua một bữa. Ăn sao cũng qua một bữa mọi người. Cơm nó ớt rồi. Đã quá. Thì có cá nấu canh chua, ở bên đây thì cũng có cá hồi. Ai mà ở Mỹ mà Thủy thấy Thủy ăn vậy chắc cũng sợ lắm ha. Nói trời, con nhỏ này nó ở Mỹ mà lại ăn gì mà khổ dữ. Nói xong cũng vậy mọi người. Không phải là ở Mỹ là ăn sung sướng đâu nha. Tùy theo mình thích thôi. Mình cái này là tại Thủy thích thôi chứ không phải là... Không phải là ai bắt mình phải mua đầu cá hay xương cá gì về ăn. Tại nó thích lắm mà, tại cái tánh nó vậy á mọi người. Bà Hà đã miếng mắm. Ngon. Lâu la ăn được canh chua kiểu này ngon quá trời ngon mọi người. Ừ, có thích luôn á.
Cái này là chắc gia đình thì ăn hai ngày luôn. Tại mọi người biết sao, bây giờ nói chung là còn hai vợ chồng thì với hai đứa con nhỏ ăn đâu có nhiều đâu mọi người. Bây giờ là bây giờ cho nên bây giờ mà làm video mà làm nhiều nhiều ăn chắc ăn hai ba bữa luôn mới xong. Hai đứa con gái thì nó về Nhật nó sống rồi. Ngon quá trời ngon. Ôi à. Này á, Thúy nghĩ chỉ có người Việt mình coi thôi. Chứ mấy người Mỹ với là gia đình bên chồng Thủy mà coi Thủy ăn kiểu này chắc cũng chạy mất dép luôn. Nói mày ăn gì mà xương sóc không à. Ăn ngon. Cho ớt rồi, ớt rồi. Nó đã. Có ai mà mua cái giám thị không? Mua cái mà người ta lóc hết. Còn miếng vậy nè. Mua về kho lên, kho lên ăn vậy thôi. Ăn cơm trắng quá bá cháy luôn, ngon quá mừng. Ăn chén cơm. Món khá ngon. Hết chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Mặn mặn, cho cái canh chua nó đã quá mừng. Canh chua, trời ơi. Đã quá. Ngon quá trời ngon. Ai mà ở Mỹ mà thấy ở Mỹ mà hả? Mà thấy thì ăn kiểu này chắc cũng sợ thì lắm hả? Kỳ quá. Nhỏ này nó ăn gì mà kỳ quá. Tan lầm. Xương sắp không? Vậy mà nó ngon mọi người ơi. Ôi cay cay đã quá. Mà nó ngon, rất ngon. Thấy vậy không? Thấy vậy chứ ăn có nhiều người. Vậy á, giờ ở có chồng ở thông quê, gia đình chồng ở thông quê, người anh em chồng thông quê khi cũng lợi ích lắm mọi người. Em chồng của thầy nó xử con bò, nó không có biết ăn gà, nó không có biết ăn cái đuôi bò, tim bò, mà gan bò đồ này kia đó mọi người. Nó đem qua cho mẹ chân đỡ dễ sợ. Cái đuôi bò nó bự. Giờ đuôi bò mua mắc lắm mọi người. Đuôi bò mà mua để nấu phở cũng mắc, có mười mấy đồng, mấy hai bậc, hai cục bự bự á. Người Việt mình ăn đồ có xương hay vậy mọi người. Ăn cá ăn có xương, nó lừa xương hay quá ha. Này là thị ra mọi người bây giờ nó rất dễ ha, có hết cái nêm nếm, mình không cần nêm từ chút rồi, có những cái bọc gia vị á, thảy nó vô. Bữa nào lười mua thảy nó vô trộn lên thế rồi nấu lên xong ra thôi, mình nêm chút xíu thêm, dặm thêm chút xíu cái gia vị, cái khẩu vị của gia đình mình vậy thôi. Quá khá là ngon. Này là mấy người chỉ làm á, xong á cái còn dư á thì lấy cái thịt cá ra, cái thịt cô trộn cơm á thì làm cơm dắt cho con thì đem đi học, rồi nó thích lắm, nó rất là thích luôn.
ngon quá. Mua vậy nè, về kho nó mới béo béo. Chứ còn mà mua nguyên cái dĩa cá hồi về, cái đó thì mình chỉ có nướng cho cuốn bánh tráng đây này kia thôi. Chứ còn mà mình kho lên nó khô lắm mọi người, ăn không ngon. Nguyên cái dĩa cá hồi á, tại vì cái đó nó lọc hết rồi, lọc da, lọc xương, lọc hết rồi. Ở ngoài trời mưa, ở trong ăn canh chua cá kho kiểu này ngon quá trời ngon. Cảm ơn bà cô chú anh chị rất nhiều nha. Thương Thị cho Thị một like, một share, một đăng ký, một ủng hộ. Chắc bây giờ thì 2 ngày, 3 ngày Thị book lên một cái video. Tại vì bây giờ gia đình Thị chắc cũng không có ăn gì nhiều quá. Quay đi đó thôi, đi đây đi đó thôi. Chứ không có ăn gì nhiều, cho nên là lâu lâu Thị book lên một cái video. Mọi người thương ủng hộ giúp đỡ Thị nha. Thị cũng cố gắng rất nhiều để có thể đưa những cái video đến với mọi người nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thương Thị cho Thị một like, một share, một đăng ký ủng hộ thì nha mọi người. Thấy vậy chứ dạo này tâm trạng của Thị không có được vui á, cho nên là thôi đến đây thôi. Bye bye, cảm ơn mọi người.